điềm báo gì bị ù tai. Theo khoa học, ù tai là một hiện tượng mà nhiều người sẽ cảm thấy đau nhức hay xuất hiện ảo ảnh trong tai. Nhưng theo tâm linh thì điềm báo ù tai sẽ báo hiệu một dấu hiệu gì đó sắp tới trong tương lai với gia chủ. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc bạn bị ù tai. Nhưng theo quan niệm của ông bà ta thì ù tai cũng có thể là dẫn đến một điềm báo, cũng có thể là may mắn hoặc xui xẻo. Ù tai là một hiện tượng khoa học mà nhiều người gặp phải. Khi đó bạn sẽ xuất hiện một số triệu chứng âm thanh gây ảo giác. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất mà hầu hết chúng ta có thể gặp phải chính là nước vào tai sau khi tắm gội. Lượng nước khi tắm tràn vào gây tắc màng nhĩ nên sẽ gây ù ù trong tai. Còn theo nhân tướng học thì tai chính là nơi thể hiện được vận mệnh của một con người hay đường công danh của họ. Do đó ù tai cũng có thể là một điềm báo nào đó trong tương lai. Điềm báo ù tai theo giờ. Ù tai báo điềm gì từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Ù tai phải có nghĩa là trong thời gian gần nhất bạn có thể gặp phải một số chuyện tranh chấp hay kiện tụng. Nhưng phần thiệt hại sẽ nghiêng về bạn đấy. Ù tai và điềm báo từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Ù tai phải dự đoán bạn sẽ gặp phải một số chuyện chẳng lành trong khoảng thời gian sắp tới. Điềm báo ù tai từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Ù tai phải có nghĩa là vợ chồng bất hòa hoặc gia đình gặp chuyện không vui. Ù tai từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Ù tai phải thì sẽ có người nào đó đến thăm nhà của bạn. Ù tai từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Ù tai phải có nghĩa là sẽ có người đến tìm bạn để nhờ vả bất kỳ điều gì đó. Điềm báo ù tai từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Ù tai phải báo hiệu việc bạn sắp có may mắn và tin vui liên quan đến tiền bạc. Ù tai từ 11 giờ đến 13 giờ. Ù tai phải có nghĩa là sắp có khách đến chơi nhà bạn. Ù tai từ 13 giờ đến 15 giờ. Ù tai phải nghĩa là sắp đến bạn sẽ có tin tốt lành từ nơi xa xôi. Ù tai từ 15 giờ đến 17 giờ. Ù tai phải báo hiệu rằng chi kỳ của bạn đã trở lại sau một thời gian dài xa cách. Điềm báo ù tai từ 17 giờ đến 19 giờ. Ù tai phải lúc này nghĩa là sắp đến đồ vật mất. Do đó bạn nên chú ý giữ gìn đồ đạc và tư trang cá nhân của mình. Ù tai từ 19 giờ đến 21 giờ. Ù tai phải thì sẽ có niềm vui bất ngờ đến, gõ cửa tìm bạn đấy. Ù tai từ 19 giờ đến 23 giờ. Ù tai phải thì có thể bạn sắp tham gia tiệc tùng, ăn uống. Trên đây là những điềm báo ù tai sẽ xảy ra trong tương lai mà bạn nên lưu tâm đến. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá tin vào điềm báo kể trên bởi đó cũng có thể là một hiện tượng bệnh lý mà bạn nên lưu ý. Do đó bạn đừng nên quá tin vào mà hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân trước khi dẫn đến hiện tượng này để xử lý kịp thời. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan đến vấn đề sức khỏe hay cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thấy hay hãy comment và để lại bình luận dưới video, giải mã giấc mơ.vn sẽ giúp bạn giải đáp thêm những giấc mơ của bạn.